Xin chào, tôi là Ruby Nguyễn. Tôi rất hạnh phúc vì bạn đã có mặt ở đây vào giây phút này. Từ tận trái tim mình, tôi chào đón bạn tới với bài thiền buổi sáng cùng với những lời khẳng định biết ơn. Đây là một phương cách tuyệt vời để giúp bạn chạm tới sự kỳ diệu của mỗi sớm mai. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi được là người dẫn đường của bạn trong buổi sáng hôm nay. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới để kiến tạo nên một cuộc sống ý nghĩa. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bạn luôn luôn có thể. Những cơ hội, những khả năng đang chờ đợi bạn và chúng muốn bạn nhận ra chúng. Bạn đã sẵn sàng để kiến tạo nên một ngày tuyệt vời, một ngày đầy can đảm và niềm vui cho chính mình, bất kể điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tôi thì đã rất sẵn sàng. Hãy cho phép những ngôn từ của tôi tưới tẩm cho tâm hồn bạn. Ngay lúc này đây, bạn đang đứng dưới một thác nước tuyệt đẹp và thanh tịnh. Bạn không cần cố gắng để nhớ hết những lời tôi nói. Hãy tin tưởng rằng tiềm thức của bạn sẽ đón nhận chúng và khắc ghi chúng vào từng tế bào của bạn. Nào, hãy hít một hơi thật sâu và giữ nguồn năng lượng sống ấy ở trong bạn trong giây lát. Hãy mỉm cười bằng mắt và bằng cả trái tim bạn và quyết định rằng ngày hôm nay là thời khắc của bạn. Thở ra chậm rãi và chúng ta bắt đầu nhé. Tôi xứng đáng được cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẵn sàng đón nhận một sự thật rằng hạnh phúc và bình an của tôi là trách nhiệm của chính tôi. Lòng biết ơn là phương thức tột cùng để thu hút những gì tốt đẹp đến với tôi. Tôi trân quý và ôm vào lòng mình ngày hôm nay với tất cả sự biết ơn và một nụ cười trong tim mình. Tôi hiện hữu trọn vẹn ngày hôm nay với tất cả đam mê và nhiệt tình sống. Tôi thực sự biết ơn quyền tự do lựa chọn của mình. Tôi mở cửa tâm trí và trái tim mình để đón nhận những điều tuyệt vời đang trên đường đến với tôi. Cảm ơn cuộc sống. Tôi hòa hợp với tâm hồn mình và tôi cho phép ánh sáng của tôi được lan tỏa từ trái tim tôi. Tôi thức tỉnh trước vẻ đẹp và giá trị trong tôi. Cảm ơn vũ trụ vì tất cả những nguồn lực, những cơ hội, những tiềm năng và trí tuệ đang chảy vào tôi. Tôi kết nối với giá trị cốt lõi của mình. Tôi kết nối với nguồn năng lượng gốc, kết nối với tình yêu thương và trí tuệ trong vạn vật. Tôi biết ơn vì tôi được tự do là chính mình. Tôi can đảm lựa chọn là mình một cách chân thực nhất. Tôi biết ơn hành trình khám phá bản thân. Tôi là một biểu hiện đẹp đẽ của cuộc sống. Tôi ở đây để là tôi. Tôi ở đây để lan tỏa ánh sáng độc đáo của mình. Tôi ở đây một cách chân thật. Tôi là tôi và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi quý giá. Tôi quan trọng. Tôi xứng đáng. Tôi là tình yêu thương. Sự trân trọng tôi dành cho cuộc sống này tạo ra những làn sóng lan tỏa xung quanh tôi. Tôi biết ơn mọi điều lớn nhỏ trong cuộc sống của mình. Tôi biết ơn bầu trời trong xanh. Tôi biết ơn mặt trời đang tỏa nắng. Tôi biết ơn cả những âm thanh của tiếng mưa. Tôi biết ơn làn gió nhẹ trên đôi má của mình. Tôi biết ơn tiếng sóng vỗ ngoài đại dương. Tôi biết ơn những nụ cười, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp của những người thân thương. Trái tim và tâm trí tôi đầy ắp những điều khiến tôi biết ơn. Tôi biết ơn những giác quan của mình,
tôi yêu các bạn. Tôi gửi tình yêu thương bất tận tới từng tế bào và cơ quan trong thân thể mình. Tôi biết ơn bạn vì đã làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm để giữ cho tôi khỏe mạnh. Tôi thực sự yêu bạn. Tôi cảm ơn bạn. Tôi đón nhận tất cả những bài học mà cuộc sống dạy cho tôi. Tôi yêu thích việc học hỏi và phát triển. Tôi biết ơn những cơ hội để thay đổi. Tôi luôn tìm ra những thứ mới để trân trọng trong cuộc sống của mình. Tôi lựa chọn để cảm thấy hạnh phúc và biết ơn ngay khoảnh khắc này. Tôi lựa chọn để buông bỏ những suy nghĩ, những cảm xúc, những niềm tin từ quá khứ mà không còn phục vụ cho tôi nữa. Với sự bình an và tình yêu thương, tôi giải phóng chúng. Tôi để chúng ra đi. Tôi lựa chọn tập trung vào việc nâng đỡ chính mình và nâng đỡ người khác. Giúp đỡ chính mình và giúp đỡ người khác. Cảm ơn sự bình yên. Cảm ơn sự hòa hợp. Cảm ơn tình yêu thương. Cảm ơn những đam mê. Cảm ơn sự phát triển. Tôi lựa chọn để trân trọng chính mình như những gì tôi là. Ngày hôm nay tôi lựa chọn để yêu thương mình trọn vẹn. Tôi gửi tình yêu thương tới đứa trẻ trong tôi. Cảm ơn em vì đã là em. Tôi trân trọng em như những gì em là. Tôi gửi tới em năng lượng yêu thương, chấp nhận và trân quý từ sâu thẳm trái tim tôi tới em. Em là biểu hiện đẹp đẽ của sự sống. Tôi tự hào về em. Hãy tỏa sáng. Tôi ở đây với em, bây giờ và mãi mãi. Cảm ơn sự can đảm. Cảm ơn sự tự tin. Cảm ơn sức mạnh nội tại. Cảm ơn sự tự do. Cảm ơn sự tử tế. Cảm ơn hạnh phúc từ bên trong. Và cảm ơn cả những trải nghiệm bất như ý. Sự trân trọng và tình yêu của tôi đối với cuộc sống này liên tục mở rộng. Tất cả những gì tôi muốn đều muốn đến với tôi. Những điều tốt đẹp đến với tôi vì tôi biết ơn. Cảm ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vì tôi có khả năng nuôi dưỡng chính mình bằng những suy nghĩ và năng lượng đủ đầy. Tôi cho phép từng tế bào trong cơ thể mình được tái tạo, được hồi sinh từng giờ, từng phút. Tôi biết ơn khả năng và tài năng của mình trong việc nhìn nhận ra những cơ hội. Cuộc sống của tôi luôn đầy ắp những điều khiến tôi cảm thấy biết ơn. Tôi lựa chọn để gửi năng lượng biết ơn này tới tất cả những gì thuộc về tôi. Tôi biết ơn cơ thể vật lý của tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi biết ơn cơ thể cảm xúc của tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi biết ơn cơ thể tinh thần của tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Cảm ơn cơ thể tâm linh của tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi biết rằng tôi thuộc về một thứ lớn hơn chính tôi. Tôi xuất hiện và trân trọng cơ hội quý giá mà tôi được ban tặng. Cuộc sống này là một cơ hội. Tôi là năng lượng bất tận của vũ trụ trong một cơ thể vật lý. Tôi là sự sống. Tôi ở đây trên trái đất này để trải nghiệm và để thức tỉnh. Bất cứ điều gì tôi đang trải qua,
đều là một phần trong hành trình tiến hóa quý giá của tôi. Tôi lấp đầy trái tim mình với lòng biết ơn. Tôi mở rộng trái tim mình để đón nhận và kiến tạo ra những gì tôi thực sự khao khát. Tôi là tình yêu thương. Tôi là sự can đảm. Tôi là sự bình yên. Tôi là sự đủ đầy. Tôi trọn vẹn. Bạn đang thu hút tất cả những suy nghĩ và ý tưởng này vào cuộc sống của bạn vì sự phát triển thiện lành của chính bạn và những người xung quanh. Tất cả đã hoàn thành. Trong giây lát, âm nhạc sẽ nhỏ dần đi. Và tôi muốn bạn hãy hít sâu hơn và cho phép những hạt giống này được khắc vào trong tiềm thức của bạn. Và một cách khiêm nhường nhất, tôi muốn mời bạn đặt cả hai tay lên trái tim mình lúc này. Và tôi cũng đang đặt tay lên trái tim tôi. Từ trái tim tôi đến trái tim bạn. Từ tâm hồn tôi đến tâm hồn bạn. Tôi cảm ơn bạn vì sự tin tưởng đã dành cho tôi. Tôi tin ở bạn. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong bạn. Nguyện chúc cho bạn một ngày tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc quý giá. Nguyện chúc cho bạn một buổi sáng thực sự diệu kỳ. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.